Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin đang chuyến nào nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, liên quan đến tình hình mưa bão, thiên tai, thảm họa tại đất nước tỷ dân Trung Quốc. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị thân mến, mùa hè năm 2022 mới đến, nhưng bão lũ đã quần thảo như là mùa mưa bão hàng năm tại Trung Quốc. Khi Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc sáng nay đưa tin, cơn bão số 2 mang theo cùng phong gió lớn khi đã xoán ngôi cơn bão Cha Ba trước đó vào đầu tháng 7, để trở thành cơn bão mạnh nhất trong năm nay đổ bộ Trung Quốc. Khi đã tấn công qua các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên thì bất ngờ chuyển hướng đổ bộ vào bờ biển huyện Trường Phổ, tỉnh Phúc Kiến với sức gió tối đa gần tâm bão, giật cấp 17 và đang tiếp tục mạnh lên. Hiện tại, những trận mưa và lũ lụt vẫn tiếp tục vây lấy đất nước tỷ dân, kéo theo hàng loạt những vụ sạt lở đất tại tỉnh Quý Châu và những vụ lở đất khác cũng đã xảy ra ở ven sông thuộc tỉnh Hồ Bắc trong nhiều ngày. Theo Ủy ban Giảm thiểu thảm họa Trung Quốc cho biết, hơn 17.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và hơn 3 triệu người ở khu vực này buộc phải di rời và sơ tán vì mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp, khiến cho nước dâng cao hơn 3 mét. Những vùng lũ quét đã phá hủy những cây cầu và đường ở các nông thôn. Còn những người dân buộc phải lập tức di rời vì nguy cơ sạt lở đất và bị nước cuốn trôi ngày càng tăng lên. Theo thống kê mới nhất đã được công bố vào ngày hôm qua, số người chết đã lên tới 34 người và có 52 người dân ở khu vực này mất tích. Theo Tân Hoa Xã, trong ngày hôm qua, những trận lũ lụt và sạt lở đất ở các tỉnh Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc thuộc khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc đã khiến 258 người chết và hơn 416 người mất tích, khoảng 4,81 triệu người buộc phải sơ tán và di rời khẩn cấp. Đây là thông tin chính thống được Tân Hoa Xã trích dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung ương Trung Quốc. Thông tin thiệt hại cụ thể được tính cho đến ngày hôm qua. Có đến khoảng 568 ngôi nhà bị hư hại hoặc cuốn trôi, thiệt hại về kinh tế ước tính tiếp lên đến 21,37 tỷ nhân dân tệ. Cách đây vài ngày, do ảnh hưởng trực tiếp từ sạt lở đất và lũ lụt đã khiến cho cuộc sống của hơn 40,8 triệu người tại 24 tỉnh, thành phố của Trung Quốc được báo cáo có tổng cộng 310 người chết được cho là đã mất tích hoặc là đã chết và 5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, thiệt hại kinh tế vẫn chưa thể đong đếm được bằng tiền. Mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra trong 2 ngày gần đây, thiệt hại về tình hình lũ lụt vẫn đang diễn ra ngày càng phức tạp. Ở thượng nguồn lưu vực sông Trường Giang, sức nước đổ về cao kỷ lục đã trở thành áp lực lớn đối với sức chứa của con đập Tam Hiệp. Vì vậy, đập Tam Hiệp đã phải tiếp tục xả lũ ở mức 57% để đảm bảo có sức chứa và sự bình an của con đập Tam Hiệp cũng như trung lưu và hạ lưu con sông. Ông Cao, giáo sư cấp cao của đập Tam Hiệp nói với Epoch Times, việc xả lũ có thể dự trữ mực nước tại các trạm quan sát thủy văn lớn ở hạ lưu trong phạm vi an toàn. Kỹ sư này còn cho biết thêm, xả lũ cũng có thể giảm bớt lũ lụt và giảm bớt áp lực đối với vùng trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang. Theo ông Cao, trận lũ thứ 3 trên sông Trường Giang này còn có khả năng phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, ông Cao cũng cho biết đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục xả nước để đảm bảo có đủ sức chứa, vì vậy có thể sẵn sàng cho các trận lũ tiếp theo. Chúng tôi dự đoán trận lũ thứ 3 này sẽ kết thúc vào cuối tháng 7. Tình hình mưa lũ bắt đầu kể từ tháng 7 đã khiến cho cuộc sống của người dân Trung Quốc ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc gặp muôn vàn khó khăn. Trả lời phỏng vấn của một người dân Trung Quốc được cho là khu vực rốn lũ, người này có tên là Huy Hao. Ông cho biết lũ lụt năm nay tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ông Giang Quý Hào là một trong số hàng ngàn dân làng có nhà cửa đang bị đe dọa, nhấn chìm trong nước lũ. Ông cho biết đã chạy chân trần ra cánh đồng vào lúc 2 giờ sáng để thu hoạch hoa màu trước khi lũ tới, tình cảnh hết sức thảm khốc và đau thương. Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong các hoạt động cứu hộ và cứu trợ tại những khu vực bị ngập lụt trên khắp đất nước, nhấn mạnh rằng phải đảm bảo cuộc sống và an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Lưu ý rằng tình hình kiểm soát đang gay go và đã bước vào giai đoạn nguy cấp. Ông Tập Cận Bình chỉ thị chính quyền địa phương và vùng lũ lụt phải thực hiện trách nhiệm của mình, lên tuyến đầu để kiểm tra tình hình, để bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản của người dân. Các bộ phận liên quan nên tăng cường lập kế hoạch và phối hợp tổng thể, cũng như bộ phận lực lượng cứu hộ và cứu trợ thảm họa một cách khoa học, ông nói thêm.
Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã kêu gọi quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc và lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân tích cực tham gia vào các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ. Các bộ phận liên quan được chỉ thị lên kế hoạch trước và sau thảm họa, khôi phục trật tự sản xuất và cuộc sống càng sớm càng tốt. Thế nhưng ai cũng biết rằng ông Tập Cận Bình chỉ biết nói chứ đâu có biết làm. Nói một đường nhưng là một nẻo, ông ta có bao giờ đi thị sát ở những vùng gặp mưa bão lũ lụt đâu mà biết được cảnh người dân khốn khổ như thế nào. Ông ta chỉ là ngồi mát ăn bát vàng, đứng ở trên chỉ đạo xuống mà thôi. Trong khi nỗ lực đẩy mạnh kiểm soát lũ lụt và công tác cứu trợ thiên tai, Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo khẩn cấp lũ lụt từ cấp 2 lên cấp 1 trong thang 4 cấp. Nhiều tỉnh thành thậm chí nâng cảnh báo lên mức cao nhất như thành phố Phong Hồ của tỉnh Hà Bắc. Mưa lớn nhiều nơi ở Trung Quốc đường biến thành sông. Mưa lớn sấm sét cũng như gió mạnh đã khiến máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh tại sân bay thành phố Thạch Gia Trang của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tại tỉnh này, đường phố biến thành sông, dân ôm cây giữa dòng nước. Mưa lớn ngập lụt đang diễn ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc ở tỉnh Tứ Xuyên đến Sơn Tây, Hà Bắc. Hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn trên một khu vực diện rộng ở Hồ Bắc và miền Trung của đất nước này. Tại thành phố Vũ An thuộc tỉnh Hà Bắc, theo báo Đô thị Phương Nam, một người dân họ Triết chia sẻ với phóng viên. Trước mắt mưa đã rất lớn, đường phố đã bị nước mưa làm ngập lụt. Hai video được chia sẻ cho thấy cảnh ngập nước nghiêm trọng tại đây. Xe cộ bị dòng nước cuốn đi, người già bị kẹt lại trên đường và cảnh người dân ôm cây để cứu mình giữa dòng nước chảy xiết. Mưa lớn và sấm sét ở vùng Hà Bắc cũng đã khiến nhiều máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh tại sân bay của thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh này. Thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Sơn Tây, nhiều hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh ô tô di chuyển qua những con đường bị ngập nước. Cơ quan kiểm soát lũ lụt của Bắc Kinh còn cảnh báo thành phố này sẽ có mưa lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Thông thường, Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa khoảng 600mm mỗi năm. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin Bắc Kinh đã đóng cửa nhiều điểm du lịch và phát cảnh báo khẩn cấp đến người dân khi thành phố này được dự báo sẽ hứng trận mưa có thể kéo dài 30 giờ đồng hồ bắt đầu từ chiều nay. Kính thưa quý vị, rất nhiều quý vị khán thính giả và các bạn đã yêu cầu đến ban biên tập của chúng tôi cập nhật về tình hình dòng người di tản của Trung Quốc đang ở biên giới Việt Nam đã và đang như thế nào và sự việc bên trong đó có những sự việc gì cần phải tìm hiểu thì nên cung cấp cho quý khán thính giả và các bạn được biết. Giờ đây là những thông tin mới nhất chúng tôi có được. Theo lời khuyến khích của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đích thân Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình, làn sóng di dân Trung Quốc vẫn như nước tràn bờ tiến về biên giới Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên hàng chục triệu di dân này tìm đến biên giới Việt Nam, bởi trước đó chính phủ Trung Quốc đã có lệnh cho người dân vùng bão lũ tùy nghi di tản. Thế nhưng, trong cái lệnh tưởng chừng như đơn giản ngắn gọn này lại là chứa đựng một âm mưu sâu xa của ông Tập Cận Bình. Trong khi người dân Trung Quốc đổ xô rời khỏi quê quán, họ cố gắng mang theo hành trang của mình nhẹ nhàng nhất có thể. Tuy nhiên, gia đình nào cũng cồng kềnh đủ mọi thứ để đủ sinh hoạt cho một chuyến đi. Khốn nỗi, khi họ đã ra khỏi tỉnh thành để chuyển đến những nơi muốn đến, thì công an và quân đội Trung Quốc lại xua đuổi họ chạy về hướng Nam. Ông Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình đã khuyến cáo người dân, Việt Nam là một vùng đất hứa trong mơ của người dân Trung Quốc. Những ai cố tình di chuyển đi hướng Bắc sẽ bị bắt vào tù. Những di dân này khi đã ra khỏi nhà rồi, khác nào mũi tên đã được bắn ra khỏi dây cung. Bởi vậy, họ đành phải đâm lao mà theo lao, mặc dòng đời xô đẩy. Bởi quay lại thì có đến 90% cái chết sẽ bị lũ cuốn trôi ra ngoài Biển Đông hoặc là bị giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt bớ làm tù sai, cướp đi sự tự do của người dân. Vâng, chính quyền Trung Quốc đang cố gắng thực hiện những âm mưu lớn đưa người Trung Quốc vào Việt Nam một cách hợp pháp. Trước đó thì ông Tập Cận Bình đã cầu xin chính phủ Việt Nam nhận 6 triệu di dân Trung Quốc, nhưng Việt Nam vẫn đang họp bàn, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Có vẻ như ông Tập Cận Bình tin rằng trước sức ép lớn đến từ Trung Quốc và Campuchia, trước sau gì Việt Nam cũng phải nhận.
Đây là cơ hội cho lực lượng tình báo Hoa Nam Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam. Lực lượng này đã được đưa đến biên giới hai nước, lẩn trốn trong dòng người di dân đông như kiến. Tuy nhiên, kế hoạch này của ông Tập Cận Bình có vẻ như đang bị đổ bể từ bên trong bung ra. Bất kể cái gì ở nơi này cũng vậy, nếu tấn công từ trong ra ngoài, hiệu quả sẽ rất cao. Một căn bệnh xuất phát từ bên trong cơ thể cũng như hiểu hơn ngàn lần là bị thương từ bên ngoài. Điều này có thể nói rằng mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại thiên. Kế hoạch của ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc quá chu đáo, thậm chí quá mức chu đáo khi những di dân vượt biển vào Việt Nam còn được chính quyền Trung Quốc chu cấp cho mỗi đầu người 20.000 nhân dân tệ. Như chúng ta đã biết, sau khi cơn bão Chaba đổ bộ Trung Quốc vào những ngày đầu tháng 7, thì chính quyền Trung Quốc cho nổ đi sông Dương Tử để cứu lấy con đập Tam Hiệp đang chao đảo với mực nước trong hồ lên đến 179,7m. Tuy nhiên, họ cho phá bờ đê bằng thuốc nổ trong đêm lại không thông báo cho người dân, khiến hàng chục ngàn người dân vô tội bị nước lũ cuốn trôi rồi mất tích. Trong số hàng chục ngàn người thiệt mạng này, có vô số là người thân của những người lính gián điệp Trung Quốc đang lẩn trốn trong dòng người di dân, chuẩn bị trà trộn vào Việt Nam. Những người lính này nghe tin cả gia đình thiệt mạng, tâm lý ai cũng muốn trở về quê, thắp cho người thân một vài nén nhang. Nhưng lệnh của ông Tập Cận Bình là quân lệnh như sơn, không ai được rời khỏi hàng ngũ. Quá bất mãn sẽ trở nên liều lĩnh, những người lính này đã nổi loạn ở khắp khu vực biên giới Việt Nam, trong đó ở hai khu vực Phong Thanh, cảng thành phố Đông Hưng, giáp Móng Cái là lớn nhất. Chính vì vấn đề này, cái u nhọt trong cơ thể của ông Tập Cận Bình đã bộc phát, phá hỏng kế hoạch cực lớn của ông. Vâng, thưa các bạn, người Việt Nam đâu có ngu si gì mà không nhận ra âm mưu thâm hiểm của người Trung Quốc. Tuy nhiên, muốn khước từ lời cầu xin từ ông Tập Cận Bình cho di dân vào Việt Nam thì Việt Nam phải đưa ra được những thuyết phục cụ thể cũng như là những bằng chứng. Tình báo của Việt Nam cũng đóng giả di dân Trung Quốc xâm nhập vào dòng người này bên kia biên giới. Họ điều tra bằng cách nói chuyện với di dân Trung Quốc và cố tìm ra những tên gián điệp trá hình. Tuy nhiên, những tên gián điệp Trung Quốc không phải là những loại tầm thường. Chúng được đào tạo nhiều năm, được quân đội sắp xếp nơi ở là những ngôi nhà sang trọng gần biên giới. Cụ thể như ngôi nhà 3 tầng tại quận Giang Hy, thành phố Đông Hưng, giáp bờ sông đối diện với thành phố Móng Cái của Việt Nam. Chỉ khi nào cửa khẩu Việt Nam mở ra, chúng mới ra khỏi nhà, hòa vào dòng người di dân để hòng có thể lẩn trốn sang Việt Nam chúng ta. Thế nhưng điều đó không qua được mắt những người tình báo của Việt Nam cũng đang nằm vùng tại nơi đây, cung cấp và gửi thông tin đến Tổng cục 2 Tổng cục Tình báo của Việt Nam. Hiện nay, từ thành phố Đông Hưng của Trung Quốc giáp với Móng Cái, Việt Nam chỉ có một chiều xe chạy và dòng người di chuyển từ phía Bắc lên, hầu như không có người từ biên giới đi về sâu trong đất liền. Những chiếc xe di chuyển theo chiều ngược lại đều bị các trạm kiểm soát của Trung Quốc xét kỹ. Họ sợ những tên gián điệp quay đầu trở về nhà khi nghe tin gia đình bị nước lũ cuốn trôi, không muốn sang Việt Nam. Tuy nhiên, vào đêm qua, vẫn có những người lính của Trung Quốc vượt bằng đường sông định quay trở lại tỉnh Hồ Bắc thăm gia đình. Theo nguồn tin tình báo Việt Nam cung cấp, 4 tên gián điệp của Trung Quốc này từ thành phố Đông Hưng đã ăn cắp một chiếc tàu đánh cá của ngư dân chạy xuôi dòng sông Ca Long, tính vượt ra ngoài biển để trở về Bắc Hải. Khi họ đi qua khu vực xã Vạn Ninh của Việt Nam thì tàu cảnh sát biển của Trung Quốc phát hiện và đuổi theo. Một cuộc rượt đuổi như phim hành động trên dòng sông Ca Long diễn ra dưới ánh trăng mờ ảo. Những vệt đạn lửa sáng chói phát ra từ con tàu của hai phía, trong khi đó hai lính đặc nhiệm luồng sâu của Việt Nam bên đất Trung Quốc đã chứng kiến cuộc đọ sức này. Trước đó, lệnh của Tổng cục 2 Tổng cục Tình báo đưa ra, nếu phát hiện những người lính gián điệp Trung Quốc bỏ trốn, lính quân báo Việt Nam phải ra tay giúp đỡ họ. Đây là hành động gián điệp phá vỡ kế hoạch do gián điệp xâm nhập vào Việt Nam của Trung Quốc. Chính vì thế, hai quân báo của Việt Nam bất ngờ bắn hai quả B-41 và hai tàu cảnh sát biển của Trung Quốc. Hai tiếng nổ lớn và hai cột lửa bốc lên giữa dòng sông Ca Long biến hai con tàu cảnh sát biển Trung Quốc trong phút chốc trở thành đống than và chìm xuống dòng sông. Con tàu của 4 gián điệp Trung Quốc nhân cơ hội đó tăng tốc chạy trốn. Không biết đi sâu ra ngoài biển, họ có thể phát hiện ra được kỳ tích hay không, nhưng chắc chắn rằng họ không bao giờ hiểu được ai đã ra tay giúp đỡ họ bắn cháy tàu Trung Quốc. Họ càng không bao giờ hiểu được những người lính đó lại là lính quân báo Việt Nam. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.